em chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh ơi, hôm nay em có món này nè, có bia nữa nè. Bây giờ mình tiến hành gà hấp bia nha. Gà gà uống bia hả? Hấp bia. Hôm nay hai chồng em vào bếp làm món gà hấp bia. Lỡ tai heo mình cũng hấp luôn cả nhà. Mình cùng hấp với bia để ăn. Mời cả nhà cùng vào bếp với hai chồng em nha. Gà hấp bia này mình chỉ cần ướp nhẹ thôi cả nhà. Em ướp bột nêm cho ba muỗng đi anh, ba cái muỗng nhỏ này đi. Rồi mình ướp tiêu lên nữa, tiêu. Rồi giờ mình chà sát cái con gà cho nó thấm bột nêm với lại tiêu vô của mình con gà hết. Anh em có tỏi nè anh, tỏi củ hành với lại gốc sả, lát anh để vô bụng nữa nha, mình hấp cho thơm. Ở đây hai chồng mình rửa tay cho sạch rồi mới làm nữa cả nhà. Làm mà có đeo bao tay thì nhìn thấy nó hợp vệ sinh, nhưng mà thật sự đeo có bao tay nó rất là khó làm. Cho nên là hai chồng em là rửa tay sạch sẽ rồi là làm. Gà là mình về mình sơ chế mình rửa. Rồi để hết vô cái bụng luôn anh ngon. Để vô trái ớt luôn nha anh. Anh tha cho hết cái này cho nó lên thấm hết con gà luôn. Cái chỗ này tiêu nhiều quá vậy chồng. Con gà người ta mổ rồi cho nên mình phải cột lại thôi. Cột xích ngay nè, cột cho nó chứa lại mấy cái đó. Mấy củ tỏi, củ hành nó không bị rớt ra ngoài á. Cột 2 cọng dây. 2 cọng hả? Anh cột xéo qua đây, xéo qua là được rồi. 2 cọng dây cứng. Cái phần lỗ tai heo mình ướp với một chút sa tế. Hết không sao? Hết rồi, nhiều quá cay. Bỏ vô một chút bột nêm nữa cả nhà. Anh để vô chút bột nêm nha anh. Bỏ vô xíu bột ngọt nữa anh. Rồi mình trộn nó đây. Lát mình để cái lỗ tai heo ở dưới đi hả anh. Ăn gà nằm trên. Gà nó mau chín hơn á, tặng lỗ tai heo thì nó em sợ nó dai á, để cho nó dưới nó chín. Gần lửa nó chín nhanh. Bỏ vô nồi đi anh. Mình để một bên được không? Để một bên được không? Bên con gà không vừa. Để một góc nào đó rồi để con gà vô. Không vừa. Mình là con gà nằm xuống, nằm sắp xuống. Vừa không anh? Cố gắng nhét hai đứa nó vô. Rồi đó. Để lên bếp. Chế bia vô ha anh. Chế vô đi. Cái vòng vòng dưới thôi anh, để tuột cái hang ấy xuống dưới. Tuột ba cái anh. Thêm lon nữa đi. Hai lon đi anh ha. Hai lon luôn đi. Được không? Hai lon đi ha. Hai lon rưỡi thôi, hai lon rất nhiều. Lon rưỡi. Ngồi cái phát cái mùi bia lên hả? Rồi mình đẩy kính lại. Đợi gà chín á, chồng em sắp rau ra. Ừ, để em đi cắt rau răm nữa anh. Ăn gà mình ăn thêm miếng rau răm nó ngon anh ha. Cái bồn ở trước có rau răm gà, để mình đi cắt. Rồi phát cái mùi bia lên thơm quá. Giờ là mình cho lửa lớn lên cả nhà ha. Mình hấp bếp ga cho lửa lớn một xíu ấy, mình bớt lửa lại. Hấp riu riu thôi. Chắc là chín rồi hả anh? Chín rồi đó. Mùi lửa vậy. Mẹ ơi, sao có mùi gì thơm không? Wow, quá ngon luôn. Quá thơm, quá thơm. Wow, quá thơm. Rồi, con xích ra đây cẩn thận nha, để mẹ dạ. mẹ lấy ra. Thơm quá mẹ. Thơm quá. Chưa ăn nữa mà thơm. Thơm quá, ngon quá. Quá ngon. Tắt lửa được rồi. Bà chín quá. Chín là tại. Ẩm thực hai bà cháu qua đó. Mà có ẩm thực bà chứ chưa có ẩm thực cháu. Ẩm thực bà.
để xuống đây em kéo xuống. Rồi thơm quá chín à. Thơm quá ở ngoài rồi. Ở bển nghe mùi. Nghe không? Nghe mùi không? Trời ơi, con gà nó ngon. Ô. Đã luôn. Con gà nó cười quá trời cười luôn nè. Mẹ ơi, oh my god luôn. Ô nó lọt cái trứng ra ngoài rồi. Gà trống mà có trứng thì ghê nữa. Nhét cái đó củ hành mẹ. Rồi cái ấy đầu heo. Wow. Cái đầu heo. Ơ cái lỗ tai heo mẹ mẹ hấp luôn nè. Con xếp ra để nóng nha. Dạ. Wow. Wow, tuyệt quá, ngon quá, thơm luôn. Trời ơi, gà nó thơm. Mình để mà rau răm vô cái nó bốc mùi lên thơm liền à, ngon sức vậy. Rồi. Trời ơi, nó ngon, đặc biệt luôn. Không có đau bụng quá hả? Quá ngon. Gà em hấp bia đã chín rồi, mẹ mời cả nhà cùng vào ăn với gia đình em. Mời cả nhà vô gà nha. Con gà nha. Đeo bao tay vô lý do là nó nóng. Gà hầm cướp bắp nè mẹ. Gà gì mẹ? Gà hấp bia. Ủa ngon. Ngon. Wow, ngon quá. Quá nóng, quá nóng. Nóng quá tại mới bếp nên xuống rồi. Ba con muốn cái đùi. Con muốn cái đùi. Còn với em là cái đùi. Cái đùi á không có cái máu. Mẹ ơi sao ba giống như gõ cái ống vít kìa vậy mẹ ha. Mời cô chú ăn cơm. Nay ăn quà ghê ngon, rất tự cảm, rất là ngon rồi.
Ngon quá cả nhà ơi. Gà này á, gà chơi bộ nên cả nhà nó ra nó dai dai thịt nó ngon, dai giòn giòn, thịt dai ngon. Quá ngon. Mình mua mua uống. Giòn ngon quá. Gà heo nữa nè chứ. Ừ, đúng rồi. Ăn đẹp chưa? Làm hai món nữa, ăn hai món chứ. Bữa nay cả nhà ăn cơm dĩa luôn. Cơm bóc. Ăn theo kiểu Ấn Độ. Ăn Ấn Độ ăn trước khi ăn nè. Ăn theo kiểu ngày xưa. Ngày xưa hả? Dạ. Ấn Độ cho cơm bóc nè. Nhưng mà Ấn Độ nó ăn cay. Nắm bia, cái mùi bia thơm. Ngon quá à. Thơm, thấy không? Dạ. Gà thơm với bé không? Dạ. Con gà khoái ăn cái chân à. Con gà gần mày trắng nè không? Quá nhiều rồi. Mình đóng ớt. Thảo ơi, cả nhà ơi. Ủa ba. Nhà giống hút cá quá. Hút cơm. Này không có muỗng. Đắt à nhà. Đây hút cơm. Con này nè, con ăn kèm vô cơm miếng cái tường. Con. Hả? Nó có thật nhiều á. Nó có thật nhiều. Mẹ ơi. Ơi. Hôm nay sức khét quá vậy. Bữa nay trời chuyển mưa. Bữa nay mưa nguyên ngày nay luôn á. Mà mưa nhỏ rồi, mưa. Bây giờ nhỏ bớt mưa đó. Bớt mưa. Sáng giờ mưa hoài. Nãy giờ chớp chớp mà mưa nghiêng mình cần nói gì? Không quá. Ăn bổ tỏi vô mùi nhất rồi. Ừ. Thấp bổ tỏi là chết. Mẹ ơi. Bổ tỏi vô. Mẹ mẹ ơi, mẹ ăn bổ là mấy con muỗi không dám lại đâu mẹ. Nè con ăn không? Thử rồi nó buồn không? Ăn không? Từ bụng mà. Ăn như chảy nước mắt á. Không có. Bổ tỏi thì đâu có chảy nước mắt. Cái tỏi thì nó mùi lắm. Còn tớ nắp rồi. Ba. Mẹ trong đây có thêm miếng sa tế, sa tế nè. Ừ, mẹ ớt dầu theo miếng sa tế nữa không? Rớt cái này lại cho tôi ăn. Giòn ngon ghê luôn vậy. Bây giờ mình chú ăn miếng tỏi, mình gắp miếng tỏi rồi.
Da heo mà kẹp vô cái chấm chấm mắm liêm này nè chứ. Kiếm chấm thử ai ngon. Để thanh ăn luôn nồng nồng đã ha. Cả nhà nhớ ủng hộ cho ẩm thực hai bà cháu cùng thợ chiếu miền Tây nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.